Và nâu một thì ngày hôm nay gọi lại Katha quân là gì đây? Hitman Mark cho son là quân bên phía đội bạn. Và chơi chơi được chơi được. Mình full Pan Mark và Katha. Pan Mark thì cần Pan Mark này. Hit cho son mình full Katha. Quân cũng khá cân. Rồi, đến với trận đấu này thôi. Rồi, chào Phạm Phương. Chào anh Nguyễn Ngọc Gia Phát. Bình luận viên tên gì? Em tên là Trường. Bình luận tên đầy đủ là Trường Paris. Rồi, quả phụ rồi. Đây là bài của Simac. Liệu có đánh được tại nhà không nhỉ? Tôi thấy là những cánh rừng bao quanh rồi. Lực ổn khi mà đang có quả phụ. À, xem hiêu voi ở đâu nào. Tối qua nghe Hòa Thân. Ông Hòa Thân ông lại nói xấu gì tôi đúng không? À, Mark C. Đâu anh? Có uống đâu mà say. Rồi. Uống ít thôi, uống nhiều đâu mà. Rồi, hiệu là hiệu 7. Có voi chưa nhở? Không biết có voi chưa. Bởi hiệu 7 sẽ về sát với nhà chính thôi. Mày Mark C này thì cũng đang hơi rộng một tí, cũng chưa thể khung được vào. Đây là tễu. Vâng, bài ba này. Rồi, quả phụ là 6 cây rồi đấy. Nhìn sơ qua là 6 cây rồi. Bầy hiêu này cũng là một bầy hiêu rất to. Cho nó tan tác thế này. Anh Thanh Tùng trường pizza nghe thế thì nhiều anh em lại muốn ăn thì chết to. Và anh Gia Phát cũng hay sang đâu một à? Em thấy quán này rất nhiều anh em hay chơi đế chế đấy, nhiều kèo lắm. Mấy anh em kiểu công sở thôi, cứ chiều chiều đi làm về lại ra làm mấy trận xong rồi lại về ăn cơm. Ra sinh hoạt cũng khá lành mạnh. Sao thì chơi game thì vẫn vẫn còn hơn là chơi mấy cái khác, vẫn còn lành mạnh hơn là mấy cái khác. Các bạn nhiều chị em là tôi thấy là không cho chồng xem đế chế với cả chơi đế chế là tôi không ưng rồi. Đấy. Thế nào thỉnh thoảng lên mấy cái hội Eva với cả BitVN là có mấy chị em bảo là không hiểu ông chồng mình đế chế có cái gì hay mà suốt ngày cắm đầu vào xem. Xong rồi ăn cả đống gạch. Rồi. Bài pan này cũng là một bài pan ổn đấy nhưng mà không lên đời phũ đâu. Rồi, cơ gấu trước BB là rất mắc bệnh. Không cần thêm cái e nào để có thể kín khu vực này nữa. Anh đánh giải bố lão à? Biết anh sinh năm tám mấy nhỉ? Em thấy bố lão thì tầm đầu đời đầu 8, thế hệ 8X.
tầm 82, 83 đến 88 đấy, tầm đấy. Thế là như S Thành Long là bây giờ là vào team bố lão là được, đấy. Đấy, vào thi đấu mắc binh. Hoàng Mai Nhi. Rồi, anh đang bị con giò màu 3 lần vườn ở đây. Họ cũng chưa làm gì được mình đâu. Ồ, cứ bình tĩnh thôi. Bên này thì xi măng. Thôi mà bài dâng lờ thẳng vào trong cánh luôn. Cũng đang chọc được Hitty này. Mạnh hào. Nhà cầm cung duy nhất bên phía đội bạn. Cứ 2L mà đi thôi. Lúc này chết nhiều dân lắm đấy. Tầm 5-6 dân đấy. Có T rồi. Phải chọc xong nó T hit nó rát lắm. Đang kéo dân về cái hốc này. Cái hốc mà ô thế nào vẫn chết nhỉ. Cái hốc cũng không phải quá to dành cho Hào. Nhỏ nhỏ này sắp được tầm 4A. Cái hốc cực kỳ bé. Cố gắng mà đi. Cố gắng mà đi. Có vẻ bên trong không? Mang vẫn đang là khỏe đấy. Bên trong này là nhà của ông nào đây? Ồ, cái mặt này đỡ nhiều e đấy này. Sẽ phải vẽ e trong. Mặt kia nữa đấy, cái mặt đấy chuẩn rồi, chuẩn rồi. Ui sổ, đây là Max C của U98 rồi. Đi ruộng đi, đi ruộng. Ông đố vẩy e được đấy, ông vẩy của tôi cá chết rồi, chết với cậu rồi. Chém, chém, chết sạch. Cái chỗ này mất vàng cho U98. U98 đứt rồi. Sau tờ này thì cũng không còn nhiều nữa. Lực của họ bị ảnh hưởng cực kỳ nặng sau cái tuần đấu này. Còn bây giờ là Văn Nhất. Văn Nhất đã có cung R đi bắn. Vậy đi dâng A. Ăn hoang. Rồi. Bắn bãi vàng trước không? Cố gắng tỉa một tơn chết một con nông dân đi. Hình như họ chưa biết đâu. Cậu hưởng. Cậu hưởng. Tha mang đè lên đấy. Thá mình đang đè lên. Những tơ nam dân là cực kỳ giáp dành cho các thủ bên mình. Lần vờ mà bắn cái vãi vàng này. Để ý điều cung nhá, để ý điều cung. Rồi họ, mình cũng chưa chết con cung R nào cả. Đấy. Nhanh đi, nhanh đi. Nhất tham 40 rồi. Nhất đóng thêm e đi nhá, Nhất. Tiểu 17 rồi. Hoàng Mai Nhi cũng bây giờ là yếu. Tham đang cân nhá. Tham đang cân rồi đấy. Xi măng thì còn 25 thôi, chưa lên bánh xe. Tờ này mất nhiều dân. Quay trở lại với Văn Nhất xem nào. Tiếp tục là bắn cái thủ màu 2. Pan của Phương Nam bảo vệ là tương đối khỏe. Pan của Phương Nam họ vẫn còn nguyên ruộng này.
Ôi giấu 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 quanh ruộng đây là cũng tương đối là ưng. Bé kéo quân kìa, nó kéo quân về kìa. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Bắn đi, xi măng đâu? Liệu có khoanh ruộng thần thánh không? Chúng ta cùng chờ đợi xem. Liệu rằng có khoanh ruộng thần thánh không? Hiền Phan là ai đây nhỉ? Gà còi à? Vâng, em là trường Paris đấy, nhưng mà em không biết bà chị là ai cả. Thôi thì cảm ơn bà chị đã nhận ra giọng nói của em. Rồi, rồi, tuần này thì chưa di được đâu, bởi vì đông lạc đà của Pan về cứu lắm. Chưa ốp được, hơi khó. Thế hơi khoai bởi vì Pan với cả Phô bên mình lên đời cực kỳ muộn trong trận đấu này. Tỷ số là 2-1.